Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh. Hôm nay em Phương có giao lưu một số cây mai dáng lông đế đẹp nha quý vị. Toàn bộ là mặt hàng này VIP, viền VIP không quý vị. Đó, đây sẽ được cây cho quý vị tham khảo giao lưu ha. Quá trời cây khủng bố nha quý vị. Đó, mặt hàng này là đẳng cấp quý vị ơi. Mai này toàn bộ mai dẫu lá gai nha quý vị. Thôi rồi mình vô chung kết gặp em Phương quý vị ơi. Rồi chào em. Chào anh Tùng, anh chào cô chú anh chị và các bạn gần xa trên khắp mọi miền Tổ quốc. Hôm nay em có 19 phôi mai dảo lá gai dáng đẹp xin được giao lưu cùng cô chú anh chị. Địa chỉ của em là ở Trần Gạo, Tiền Giang, số điện thoại của em là 0941803887 cũng là số Zalo của em. Rất mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị. Em xin cảm ơn. Rồi bây đâu giờ vô chung kết cây số 1 quý ơi. Dạ. Rồi, thông số. Số 1. Chiều cao là 74. Rồi chiều cao 74. Mình eo. Hoành eo là 13 có hơn. Đó lúc trên 13 nha quý vị. Rồi cho dòng đế em ơi. Đế đẹp nha quý vị. Đó, đế. Kính cái bọc luôn ha. Rồi vuốt thân cho quý vị coi ha. Đó. Dán lông nha quý vị. Rồi mã số 1 kilo nha em ơi. Thôi số 1 xin giao lưu 1.100.000. Rồi mã số 1 kilo 1.100.000 quý ơi. Rồi chuyển. Số 2. Số 2. Mũ trong thân không nha quý vị. Chiều cao là 68. Chiều cao 68. Mình eo 14. Là 14. Rồi cho dòng đế đi. Đó, đế đẹp nha quý vị. Đế nôm sẫm lên ha. Em bao sóng bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Rồi bao sóng bao ship toàn quốc cho quý vị luôn nha. Rồi mã số 2 giao lưu nha em ơi. Mã số 2 em giao lưu 900.000. Rồi mã số 2 giao lưu 900 luôn quý vị ơi. Hàng đẳng cấp nha, giá hữu nghị cho quý vị chơi nha. Rồi chuyển cây. Đây mã số 3. À, cái thân này dáng lông. Chiều cao 70. Nào. Quanh eo là 14. Rồi quanh eo 14. Rồi cho dòng đế luôn. Đế đẹp nha quý vị. Đế quá trời. Nhìn là liêm diêm mắt phượng luôn quý vị ơi. À. Rồi giá giao lưu nha em ơi. Mã số 3 em giao lưu 1.200.000. Mã số 3 giao lưu 1.200.000 nha quý vị. Trong quá trình quay có điều chi số quý vị vui lòng bỏ qua cho nha. Đấy đây quý vị, trời bộ đấy. Rồi chuyển cây. Số 4. Mã số 4. Đây một cây dáng bay nha. Chiều cao là 1m02. Chiều bay 1m02. Rồi thông số hoành để quái nha quý vị. Hoành eo là 14. Hoành eo 14. Ngay kim. Rồi cho dòng bay nó cây. Đó. Dán bài nha quý vị, có chương trình sẵn mau chơi nha. Để đẹp luôn. Đó. Rồi dán luôn nha em ơi. Mã số 4 em xin giao lưu 1.100.000. Mã số 4 giao lưu 1.100.000 quý ơi. Rồi chuyển cây. Mã số 5. Mã số 5. Chiều cao là 59. Chiều cao 59. Hoành eo là 14 rưỡi. Hoành eo 14 rưỡi. Để thú rồi nha quý vị. Nguyên con thú nằm luôn nha. Đó, có giờ cẳng chịu đầy đủ đó nha quý vị. Mã số 5 em giao lưu 1.200.000. Mã số 5 giao lưu 1.200.000 quý vị. Nguyên một con thú luôn nha. Cái mình nằm dài sọc luôn. Nụ trong thân rồi nha cô chú. Đây nụ trong thân luôn. Đó. Cây rất khỏe nha. Bông từ 6 đến 12 cánh nha cô chú anh chị. Đó, bông từ 6 đến 12 cánh nha quý vị. Rồi giao lưu nha ơi. Mã số 5 em giao lưu 1.200.000. Rồi mã số 5 giao lưu 1.200.000 quý vị ơi. Rồi chuyển cây. Đây nguyên con thú nằm. Mã số 6. Rồi. Chiều cao 81. Chiều cao 81. Neo. Quanh eo là 14 có hơn. 14 có hơn, đo trường hao không nha quý vị. Em đo mình vàng thú bao nhiêu em? Mình dài cái từ cái đuôi ra mà trước cái đuôi đó dài là 24. Dài 24 đó. Coi cốt cạnh nó sẵn nha quý vị. Mã số 6 em giao lưu 1.200.000. Mã số 6 giao lưu 1.200.000 quý ơi. Đây cho dòng đế cho quý vị coi kỹ xíu. Rồi giá giao lưu nha em ơi. Mã số 6 em giao lưu Rồi chuyển cây. Mã số 7. Mã số 7. Đây. Chiều cao là 68. Chiều cao 68. Neo. Em đứng sức bên kia chút xíu. Mình eo là 12 có hơn. 12 có hơn. Em luôn luôn tự hao cho cô chú anh chị rồi. Để đẹp luôn nha quý vị. Mặt hàng này biết phong vị ơi. Rồi giá giao lưu nha em ơi. Mã số 7 em giao lưu 1 triệu. Mã số 7 giao lưu 1 triệu nha quý vị. Để đây, để quýt luôn. Rồi chuyển cây. Mã số 8. Đây, cây rất khỏe nha. Chiều cao là 72. Chiều cao 72. Hoành eo là 15. 15 đúng. Củ nở. Để đẹp. Để đều bốn mặt luôn nha quý vị. Đó. Mã số 8 em giao lưu 1 triệu 200 ngàn. Rồi mã số 8 giao lưu 1 triệu 200 ngàn luôn quý vị. Đủ trong thân, đủ cho bát lỡ luôn. Đây. Rồi chuyển cây. Mã số 9. Mã số 9. Đó. Cây dáng lông nha. Chiều cao là 96. Chiều cao 96. Neo. Mình eo là 17. 17 đúng. Rồi cho dòng đế em ơi. Đế đẹp nha vị. Cũng nổi tà bá luôn. Rồi giá giao lưu như em ơi. Mã số 9 em giao lưu 1 triệu 200 ngàn. Rồi mã số 9 giao lưu 1 triệu 200 ngàn vị ơi. Cái dáng lông đẹp nha. Rồi đổi cây. Mã số 10. Chiều cao là 61. Chiều cao 61. Hoành eo là 16. Hoành eo 16. Để đó nha quý vị. Để đẹp nha. Rồi giá giao lưu nha em ơi. Mã số 10 em giao lưu 1 triệu 200 ngàn. Rồi mã số 10 giao lưu 1 triệu 200 ngàn nha quý vị. Đây, đây. Rồi chuyển cây. Mã số 11. Đây cây này khủng bố. Quá trớn, mập lù luôn. Mã số 11 chiều cao 75. Chiều cao 75. Eo. Hoành eo là 20 có hơn. 20 có hơn. 20 năm ly nha quý vị. Đủ cho bá luôn. Để đẹp, thân đẹp luôn. Rồi giá giao lưu nha em ơi. Mã số 11 em giao lưu 2 triệu 700 ngàn. Vậy 2 triệu 200 ngàn. Ủa, 2 triệu 200 ngàn. Lộn. Đã viết chữ hơi khó coi quý vị, bữa lòng bỏ qua cho nha. 2 triệu 200 ngàn. Quý vị nghe tôi té ngửa. Rồi chén cây. Mã số 11 giao lưu là 2 triệu 200 ngàn nha quý vị. Rồi mã 12. Số 12, chiều cao 66. Cao 66, mình eo. Mình eo 16. Bị quá chặt thước. Mình eo 16. Để đẹp. Để đẹp mà thân cũng đẹp luôn. Rồi giá giao lưu nha em ơi. Mã số 12 em giao lưu 1 triệu 500 ngàn. Mã 12 giao lưu 1 triệu 500 ngàn nha quý vị. Rồi chuyển cây. Cái này cũng bố luôn. Mã số 13. Quá trời. Cây. Cây nụ ra vậy. Chiều cao 1m08. Cây nụ ở trong thân ra không nha. Rồi thông số mày. Hoành eo là 19. 19. Ôi xích sướng giúp em. Xích dưới bao nhiêu? Dưới 20. 20. Đó, ngay cái cò nó là 20 nha quý vị. Bộ đế nè. Rồi cho dòng nhẹ đế đi. Để lực, để quá trời luôn. Đo cái đường kính bầu coi nhiêu em. Bầu ngang qua. Nó có đo cái đường ngang qua thôi. Ừ. Đó là 46. Đường kính bầu 46 nha quý vị. Bầu khá lớn nha quý vị. Xa tổng thể cây cho quý vị coi ha. Rồi xây nhà em ơi. Quá đẹp, quá to. Rồi vô đế coi quý vị coi. Đế khủng bố luôn. Rồi giá giao lưu nha em ơi. Mã số 13 em giao lưu 3 triệu. Mở 13 Zalo 3 triệu nha quý vị. Thì mặt hàng này tiền nào cũng nấy nha quý vị. Rồi chuyển cây. Mã 14. Đó. Chiều cao 84. Neo. Này mập. Mình eo là 21 ngay kim vị. Củ nở, đế đẹp. Đế lực. Rồi giá lô Zalo nha vây. Số 14 em giao lưu 2.500.000. 2.500.000 nha quý vị, mã 14 nha. Rồi chuyển cây. Mã 15. Mã số 15. Cái này quá đẹp. Chiều cao 76. Chiều cao 76, mình eo. Quá trời bộ đấy. Mình eo 18. Là 18. Đo xích xuống ở dưới coi. Hết rồi. Cản cái. Rồi. Eo vậy rồi. 18. Chơi một đế. Để quá trời đế lực nha quý vị. Rồi lúc này thân cho quý vị coi ha. Rồi giá giao lưu nha em ơi. Mã số 15 em giao lưu 2.700.000. Rồi mã 15 giao lưu 2.700.000 nha quý vị. Rồi chuyển cây. Mã số 16. Mã 16. Lực bẻ con ngặt quá. Chiều cao 56. Chiều cao 56. Neo. Quanh eo là 17. Đó, củ nở nha quý vị. Nó dán con thú quý vị. Đó, dán lạ nha. Rồi giá giao lưu nha bay. Mã 16 em giao lưu 1.700.000. Rồi mã 16 giao lưu 1.700.000 quý vị ơi. Chuyển cây. Đây mã 17. Mã số 17. Chiều cao 65. Chiều cao 65. Neo. Mình eo là 17 có hơn. 17 có hơn nha quý vị. 17 rưỡi. Đó, vì đo vị trí đó quý vị cứ đo lại nha. Để có giò chịu đây nữa nha quý vị. Đây dừng lại đây. Đó, chỗ này cũng đế nữa nha quý vị. Để chụp bá lửa luôn nha. Rồi giá cho luôn nha bay. Số 16 em giao lưu. Mã số 17 em giao lưu 1.500.000. Mã 17 giao lưu 1.500.000 nha quý vị. Rồi chuyển cây. Mã số 18. Đây. Cái tông cao nha, cốt cạnh đóng tứ diện nha quý vị. Nó nữa cái vậy. Chiều cao 1m09. Chiều cao 1m09 quý vị ơi. Rồi thông số. Rồi đại chị chứ đi. Mình eo là 18. À, để khủng bố luôn. Để lực. Rồi giá giao lưu nhiêu em ơi? Mã số 18 em giao lưu 2.200.000. Mã 18 giao lưu 2.200.000 nha quý vị. Cây đẹp nha. Một thân một cốt vót ngọn, tay cành đều lắc lượng luôn quý vị ơi. Rồi chuyển cây. Mã số 19. Mã 19. Cái này quá đẳng cấp. Chiều cao 83. Chiều cao 83. Quanh eo là 20 có hơn. 20 có hơn. Gần 21 nha quý vị. Đấy nè, trời ơi, đấy. Rồi, xây nữa đi, xây đi. Đủ vòng. Rồi mã 19 giao lưu nha em ơi. Mã 19 em giao lưu 2.500.000. Rồi mã 19 giao lưu 2.500.000 nha quý vị. Rồi mã 19 cuối clip vị ơi. Rồi thì vị có nhu cầu mua bài vàng thì liên hệ số điện thoại của em Phương nha quý vị. Vị chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh chia sẻ cho anh em bè cùng xem nha quý vị. Rồi video mình đến đây xin tạm dừng. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn video tiếp theo. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn.